Nhưng Chúa Giêsu không chỉ có gương mặt người cha, Người còn mang trái tim của người mẹ. Tâm lý, chu đáo, lo liệu từ những việc nhỏ nhưng rất cần thiết như ăn uống. Chúng ta trở lại với bài phúc âm. Thánh Gioan ghi lại như sau: bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt bên trên và có cả bánh nữa. Chúa Giêsu bảo các tông đồ: anh em hãy đến mà ăn. Không biết đọc cái đoạn này, quý cụ ông bà và anh chị em có thấy gương mặt người mẹ của Chúa Giêsu ở đây không? Dọn bữa là công việc của một người mẹ, đúng không ạ? Biết các tông đồ mệt và chắc chắn là đói, bởi vì thả lưới suốt đêm, vừa định nghỉ tí, Chúa lại bảo đi thả tiếp. Mệt, đói, rét nữa cơ. Chúa Giêsu biết điều đó, nên chính tay Chúa dọn bữa ăn cho họ như một người mẹ. Chúng ta tưởng tượng những ông bố, những đứa con đi làm về mà có bữa ăn nóng hổi, sẵn sàng thì thật là vui và hạnh phúc. Xin các bà chú ý điều đó. Các ông đi làm về, về đến nhà, cơm nước đâu vào đấy, dọn cỗ bàn đâu vào đấy. Nếu có chút rượu nữa cho các ông, cho giãn xương cốt cũng tốt. Thì đó là một điều hạnh phúc trong gia đình. Trong chủng viện và nhà chung chúng tôi, các sơ tu đoàn lòng Chúa thương xót cũng mang trái tim người mẹ, rất chu đáo, tận tình, hy sinh. Cứ đến giờ là chúng tôi có cơm, vừa ngon, vừa đẹp, vừa bổ lại vừa rẻ nữa cơ. Các sơ sắp cơm hay lắm. Trang trí các món ăn có hoa, rồi có những cái ví dụ như là miếng giò cắt hình thế này thế này, tự nhiên trông nó đẹp, nó hấp dẫn lắm, chưa nó thấy ngon rồi. Cảm ơn các sơ nhiều, hôm nay cũng có mặt các sơ ở đây, có dịp để cảm ơn các sơ. Như vậy chúng ta thấy nơi Chúa Giêsu gương mặt của người cha và trái tim của người mẹ.